chấm được con hô. Hello, how do you do? I'm fine, thank you. And you? Bên à. Sorry mother. Cái gì vậy con? Hello, how do you do? Bà nội, trời ơi, làm nội cũng hết hồn à. Gì vậy, buồn ngủ quá rồi phải không con? Tội nghiệp quá trời nè. Thôi giờ, bây giờ con đi vô con uống sữa đi. Hen rồi cái con nằm con chợp mắt chút xíu ha. Rồi cái bà nội kêu con dậy học nữa nha. Nha con. Không sao, có bà nội đấy mà. Đi, đi, đi đi vô uống sữa đi. Uống sữa đi, nằm chợp mắt chút nha con. Ừ, dỗ bà nội thôi. Ngọc bất trác bất thạch khí, nhân bất học bất trì lý. Hay, hay lắm. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Rất hay, những câu của cổ nhân để lại. Phải cho bé Na thẩm thấu những cái này để bé Na mới mau thành người được chứ. Hay. Chuông vàng đã điểm. Bé Na, bé Na. Trời đất ơi trời, giờ này còn lắc sữa uống ở trong đó hay sao vậy? Ra đây học cho ba. Không có uống nữa. Thời khóa biểu đó lên rồi mà còn trễn mãn như vậy. Ra đây, ngồi xuống. Mở sách ra, lật trang tam thập nhị cho ba. Là trang 32 đó. Đọc theo ba nè. Ngọc bất trác bất thành khí. Bộ trang 32 không lật được hay sao vậy? Mà lật xanh xanh. Mở ra mà đọc coi. Đọc. Con giỡn mà. Má ơi, tại sao má ra mà má không lên tiếng nói? Con cứ tưởng bé Na, rồi con hằng học con chửi bới như vậy. Má xin con xin lỗi má ơi. Con có cho má nói được tiếng nào đâu. Tự nhiên con biết má là hay liệu. Mới ra đây chưa kịp nói gì với con, cái biểu ngồi xuống thì má mới nghe lời má ngồi xuống. Rồi cái biểu má lật sách ra có kiếm được trang 32 là trang nào đâu. Dạ con xin lỗi má, tại giờ này là bé Na nó ra nó học. Con cứ tưởng là bé Na. Má ra đây rồi bé Na đâu? Nó còn ở trong buồng á. Trời ơi, bây giờ gõ trong buồng là sao mà học? 7 giờ rưỡi trễ giờ tới nơi rồi. Má, má, con không có chịu được. Bé Na à, bé Na. Con, bé Na. Nó nghe nói nghe này. Bây giờ á, con cho nó ngủ một chút xíu rồi còn cái má kêu nó vậy ha. Hồi nãy tội nghiệp lắm, nó nằm nó ngủ gục đây nè. Đêm rồi hôm vợ con hả dạy gì mà tới 1-2 giờ sáng. Nhỏ nó ngủ đâu có được, cho ngủ chút xíu thì má kêu nó dậy học nghe con. Trời ơi má ơi, má bình thường đi. Cái lịch học, cái thời khóa biểu trong nhà này nó lạ lắm. Nó không giống như nhà khác. Cái chuyện đó bình thường, cái chuyện học 1-2 giờ sáng là chuyện bình thường trong nhà này. Má yên tâm đi. Honey. Anh nghe nè. Anh nghe. Mời lên chút. Rồi. Anh làm việc lại với má nha. Ừ. Là sao? Má tại má chưa có hiểu má làm việc. Má nói vậy nghe không có happy. Không phải, tại má lên mới. Thôi. Dạ. Trời đất ơi, bộ con khùng rồi hả? Tự nhiên đang đứng đây nói chuyện với má à. Giỡn đâu trên trời, bay nói chuyện với ai cả vậy? Con nói chuyện với vợ con. Ủa, vợ con đi chợ hồi sáng rồi mà. Vợ con đi chợ, không phải đi chợ mà đi shopping rồi. Ủa, vợ sao? Con đi chợ nhưng mà nhà con hiện đại lắm. Tụi con cố gắng, má thấy không? Đó. Cái tròn tròn đó. Má thấy không? Đó là camera. Cái gì? Camera. Camera. Không phải. Má phải nói tiếng Anh cho đúng chuẩn nè. Camera. Camera. Thôi. Để con nói được rồi. Nó hơi khó nói. Má thấy không? Thì bây giờ cái phần mềm nó quan trọng lắm. Con có cài đặt cho điện thoại. Rồi con nói chuyện với vợ con á. Giống như con đang nói chuyện trực tiếp với má vậy đó. Nó hiện đại như vậy đó má. Ủa vậy? Đó. Mặc dù vợ con đi shopping từ xa nhưng vẫn nói chuyện bình thường được. Má hiểu không? Trời. Má không hiểu luôn. Thôi kệ đi, từ từ má sẽ hiểu. Mà má thấy không chỉ đơn giản là 4 cái không đâu. Má thấy không? Vòng vòng nhà con gắn đủ hết. Nhiều lắm. Trời ơi, gắn gì nhiều vậy? Nhiều gì? Một số nhà khác người ta gắn còn nhiều hơn nữa kìa. Mà mục đích thì mới quan trọng nè. Biết con gắn nhiều chi không? Để làm gì? Giám sát. Hả? Ủa, con sợ ăn trộm hả?
ăn trộm gì, ở nhà khu phố đây là rất là trật tự an ninh, không có sợ cái vụ ăn trộm mà giám sát bé Na. Hả? Trời đất ơi. Cái gì? Dạ. Con của con mà gánh bao nhiêu cái vậy là để giám sát nó hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Cái chuyện giám sát là đừng nghĩ nó gì nó quan trọng lắm, mà chỉ theo dõi con từ xa thôi. Nhiều khi nó học nó online rồi nó không biết nó đang học hay nó chơi game. Rồi nó có chat chít với bạn bè hay không, rồi nó ngủ gục, nó chởn mãn làm sao được. Tụi con nhắc nhở từ xa, nhắc nhở từ xa. Đó là sự quan tâm của những bậc phụ huynh thời hiện đại đó má ơi. Trời, thiệt. Phụ huynh thời hiện đại đó hả? Dạ, má nghĩ không? Thời xưa con cũng thiếu thốn nhiều cái đó. Nói thiệt mà muốn rớt nước mắt là bây giờ phải chi mà xưa mà được học nhiều hơn, có cơ hội tiếp xúc với lại sách vở nhiều hơn. Tại vì sở nguyện của con là trở thành một chuyên gia ngôn ngữ học. Mà má thiệt không, bước ra ngoài xã hội mình phải nói những câu rất lại. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Đó, người ta mới nể mình, hiểu không? Má học không tới nơi tí chút. Thôi má biết, hồi đó thì mình thiếu thốn phải học vậy thôi. Nhưng mà má nói cho con nghe, con học dở ẹt à. Trời, em cười cái gì vậy? Ui má, ui má nhắc cái chuyện làm cái gì mà đừng có nói cái chuyện bí mật của con nha. Ui má liệu mà bay thiệt tình luôn á. Làm gì? À, không có gì đâu. Má nói cho con nghe, nói luôn cho vợ con nó nghe luôn. Con biết không, hồi đó nghe nó học dở ẹt à. Mỗi lần má kêu nó vậy, vậy đi học con, vậy đi học, cái nó nằm nó nướng qua nướng lại, nó nướng ta nói chừng nào nghe mùi khét thôi à. Trời ơi. Trời ơi má ơi. Chết rồi. Quên nãy giờ nói xấu con hả? Đâu có đâu. Má đâu có nói xấu đâu. Má bạch trần tanh bành té bẻ hết trơn đâu rồi. Đâu nói xấu đâu. Má ơi, má nói nữa đi má. Thôi không nói nữa. Má nói rồi ném về, má nói xấu con má sao? Em ơi, em cười cái gì? Hồi nhỏ ai không vậy? Hồi nhỏ đứa nào cũng thích ngủ nướng, đứa nào cũng thích chơi này kia thì em cười, tặng ngại muốn chết luôn. Vậy mà anh nói với em là anh học giỏi vậy lắm. Thì à, sau này mới giỏi. Nghe nè, anh nghe nè. Má ơi, con xin phép má lên nói chuyện với chồng con xíu nha. Ừ. Anh nghe. Honey, chừng nào về quê? Ủa về quê gì? Anh à, biết tôi hỏi ai mà. Ở lâu quá rồi đó nha. Em đi chợ gì mà lâu dữ vậy? Tranh thủ về sớm sớm đi. Má ơi, ý vợ con nói là má muốn ăn sáng cái gì đó, vợ con mua. Thôi, con đừng có binh vực cho vợ con nữa, má hiểu hết rồi. Má nói thật với con, má không gì cháu nội của má, má không có thèm lên đây đâu. Con vợ con nó đừng có đuổi khéo má, nó hỏi má là chừng nào về, má biết nó đuổi má mà. Má ơi, má thương con đi má. Không phải đâu, vợ con nói về quê là về quê ngoại bên Na chơi đó, chứ không có ý là đuổi khéo gì đâu. Thôi má thương con đi, má thương con, má bỏ qua đi, má đừng có như vậy, con khổ lắm. Bây giờ má làm ơn má vô trong, má kêu bé Na dạy giùm con đi, để con dạy học cho nó, chứ giờ này trễ quá rồi, trái quán của con rồi má. Má thương con nha má nha. Má nha, má nha. Trời ơi, em nghĩ làm sao vậy? Có má lên đây mà em không có nể nang anh tí xíu nào trơn trời. Phải có tôn ti trật tự với chứ. Nha. Ngồi xuống học đi con, để ba con đầy á. Còn ngáp nữa. Tại sao bây giờ mới dậy bên đó? Want to sleep. Trời đất. Ủa nó nói gì vậy con? Sinh ngữ đó má. Cái mà vợ con dậy hồi tối tới 1-2 giờ sáng đó. Mà mới yên tâm. Con đây làm cái gì? Con là chuyên gia ngôn ngữ học. Con sẽ thông ngôn cho má. Why tired? Thôi, thôi mà. Why tired? Because I'm tired. Mệt rồi nha. Nữa. Nha. Thôi. Bây giờ, đây nè. Vô bài học này. Bây giờ con trả lời cho ba. Ngọc bất trác bất thành khí là gì? Giải thích. Dạ. Tốt, nói. Nè, con hứa với mẹ làm sao? Chợt. Một lần nói tiếng Việt là ăn 20 rồi. Con ơi, con na mà. Bây giờ học của anh mà. Đây nè, bây lại mấy con của anh bay sao? Má ơi, má bình thường đi. Cái chuyện bé Na nó thể hiện vậy là bình thường trong nhà này lắm. Má đừng có quan tâm tới. Mỗi lần nó không đồng ý là nó dậy nảy lên vậy đó. Mà giờ học cho ba nè. Ngọc bất trác bất thành khí. Nói coi. Bình thường hả? Con của con như
vậy mà con nói bình thường á hả? Dạ. Giấy con mà nó vậy là bình thường hả? Làm ơn Lộc Phước, tắt hết mấy cái này cho má lẻ lên. Má, má được rồi, má thôi được rồi, được rồi. Con tắt, má ơi, má có bệnh trong người, má ơi. Con tắt mà. Dạ rồi, con tắt rồi. Thôi. Đi ra ngoài chợ, kêu vợ bay về đây nói chuyện với má lẻ lên. Dạ rồi, con biết rồi, má phải bình tĩnh ơi, má có bệnh tăng xong nó nguy hiểm lắm. Má, để con nói bé Na con cái. Bé Na, con nên nhớ rằng khi bước ra ngoài xã hội mình phải trở thành một người quý tộc, một người thông thái hơn, là phải nói là ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học. Ê! Đi 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 trời, trời, đi 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 ơi. Bé Na đi hết trơn rồi, không còn ai ở nhà hết á, đừng sợ, có bà nội đây. Đi ra đây, ra đây ngồi nói chuyện với nội nè. Không có sao đâu, đây nghe, bữa nay đi hết nhà không có ai hết á, con nói chuyện với bà nội ha, con nói tiếng Việt với bà nội đi. Nội lên đây cả tuần lễ rồi mà nội đâu có nói chuyện được với con đâu, con học hoài mà con học tiếng gì nội không có hiểu ha. Bữa nay nói chuyện với bà nội ha, chịu không? Ừ đó, vậy mới giỏi đó. Bây giờ á, bà nội sẽ dạy con nói tiếng Việt thôi, chịu không? À, bây giờ con mà nãy giờ nó bụng không? No. Thôi con kêu bà nội đi, con đừng kêu chó nữa ha. Bà để bà nội vô, bà nội kiếm gì nấu cho con ăn nha. I'm not hungry. Hungry là con muốn ăn cà ri. No, not cà ri. Trời ơi khổ quá, con nói tiếng Việt với bà nội đi. Nói cái này bà nội không có hiểu. Không lẽ con không biết nói tiếng Việt? Ủa mà không lẽ cháu nội tôi nó mất gốc luôn sao trời, nó không biết nói tiếng Việt sao? Nè, nói đi con. Đi bà nội dạy con nói tiếng Việt. Con nói bà nội đi, cái gì nội cũng chịu con hết trơn á. Nè, kêu bà nội đi. Ha, nói đi con. Giỏi bà nội thương ha. Grandmother. Trời ơi, con cứ kêu bà nội đi. Chứ mà con nói vậy hoài, bà nội giận, bà nội về quê đợt này, bà nội ở luôn, nội không thèm lên chơi với con nữa là chịu không? Vậy kêu bà nội đi, giỏi bà nội thương, kêu đi, bà nội. Grandmother. Tao đi về. Bà nội. Nội ơi, con xin lỗi nội. Nội đừng có buồn con nha nội. Con muốn kêu hai tiếng bà nội từ lâu lắm rồi mà con không dám nói. Mỗi lần con nói tiếng Việt á là mẹ con đánh con 20 rồi á. Nội đừng có buồn con nha nội. Nội hiểu rồi. Tội nghiệp cháu nội. Cháu nội của bà. Không thôi nha nội. Nội ơi, con nhớ hồi đó về quê á, nội ấy hát cho con nghe á. Mấy bữa nay con muốn nói chuyện với nội lắm, con thèm nghe nội hát lắm luôn á, mà con không có dám. Bây giờ nội hát cho con nghe nha nội, hát lại giống như hồi đó nha nội. Tội nghiệp cho nội của tôi, lo học riết rồi không có nhớ gì được rồi, bà nội sẽ hát cho con nghe. Dạ. Nào ơi, mai một đây con trở lại mái nhà xưa, thì nội đã lưng còng tóc bạc, giọng nói run run mắt mờ tai nặng, trong vòng tay nội con lặng đi ngàn ngàn tim mình. Lệ mặn con rơi, ôi thương quá một tâm tình. Những chiếc cầu tre vẫn còn nguyên đó, những bước chân của nội. Na, Na, thưa má, con mới về. Đi vô đây. Trời ơi, sao cười vậy ta? Sao người ta nhìn tôi mà người ta cười gì cả? Người ta không cười mới lạ đó. Ai mà thời buổi này đi ra đường mà mặc nguyên một bộ đồ ngủ vậy anh? Em ơi, cái này là hoài cổ, kính cổng cao tường, em thấy không? Quần dài tay dài rất lịch sự. Ủa, anh muốn kính cổng cao tường thì anh mặc áo dài khăn đóng đi. Ai mượn anh mặc nguyên cái bộ pyjama mà còn mang đôi giày ba ta nữa chứ. Chịu về đó hả? Em ngồi yên cho tôi nha. Ngồi yên cho tôi nha. Ngồi đây hả? Ngồi đây, ngồi đây.
Em có biết là tôi đợi em sáng giờ không? Em làm cái gì vậy? Ở nhà. Anh nói chuyện ai vậy? Một ngày thôi. Bây giờ bé Na nó trở thành như vậy là vì em nha. Tôi tức lắm rồi nha. Anh thừa cơ tôi đi chợ. Anh dắt con nhỏ nào về đây bằng tiểu đúng không? Nó đang dưới bếp đúng không? Em ơi, cái gì vậy? Cái gì? Nó dưới phải không? Má, cho anh làm chồng đúng nghĩa một ngày đi. Có má. Trời ơi, má lên đây rồi thì em cũng bé bé cái giọng đi. Em nói vậy rồi má nghe má buồn, hiểu không? Muốn làm gì đó làm đi. Thì đó, má lên đây thì má cũng chưa hiểu cái lịch trình của vợ chồng mình dạch ra cho bé Na. Từ ngày má lên tới giờ, phải đụng tới bé Na cái kêu Thôi, để cho nó ngủ đi con. Ủa ngủ rồi thời gian đâu mà học. À, anh nghe lời má tắt hết mấy cái camera này đúng không? Lập lại cái trật tự gia đình này cho tôi nhanh lên. Em vừa phải thôi nha. Tôi chịu hết nổi rồi đó. Làm theo em luôn rồi nha. Bây giờ em cho anh một cơ hội làm chồng nói chuyện rõ ràng với em đi. Anh thấy bây giờ, anh nói thiệt là bé Na anh lo lắm. Nó không còn giống như một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ nữa. Nó sao anh? Nó nói chuyện với mình mà nó đơ ra như vậy. Nó không có thể hiện vui buồn giận dữ. Nó không có một cái gì gọi là thể hiện rõ sắc thái tình cảm. Gì vậy em? Em ơi em làm gì vậy em? Anh ơi, anh phải vui lên. Vui cái gì? Trời ơi, con mình nó được như vậy là anh phải vui lên. Vậy là con mình nó đã học được cái phong thái quý tộc. Cái phong thái gì em? Phong thái quý tộc. Anh thấy vô cảm đi. Vô gì? Anh không có hiểu gì trơn. Nói chuyện với người khác mình phải giao lưu, mình phải thể hiện tình cảm. Đâu mà đánh ra như vậy đâu có được. Cái phong thái dịu dàng, thanh thoát, nhẹ nhàng, đáng yêu. Quá. Thôi mình nói chuyện của em đi. Bây giờ anh trở đi vấn đề nè. Cái gì? Mình đã phân định rõ ràng. Đúng. 2, 4, 6 em dạy tiếng Anh. 3, 5, 7 anh dạy tiếng Việt, ca nhạc tục ngữ. Đúng chưa? Đúng rồi. Mà bây giờ em cắt luôn cái thời gian của anh, dồn cho anh ngày Chủ nhật thôi. Hôm nay ngày Chủ nhật của anh cũng không trọn vẹn. Anh dạy ca dao tục ngữ cho con mà con nói tiếng Anh làm sao anh nói chuyện với con? Nhớ cái mục đích hai vợ chồng mình không? Thì đưa bé Na đi du học nước ngoài. Đúng rồi, đi ra nước ngoài ở với ai? Thì người nước ngoài. Giao tiếp với ai? Thì người bản địa bên đó. Đương nhiên là phải nói tiếng Anh đúng không? Ừ. Chính vì vậy em mới quyết định cắt luôn tiếng Việt, chỉ học tiếng Anh. Trời ơi, em ơi, bây giờ là tội cho anh. Bây giờ anh làm sao nói chuyện được với con? Rồi con nó nói lộn xộn sà ngầu lên, làm sao anh nói chuyện được? Thì anh học tiếng Anh đi, nói chuyện với con. Thì anh học gì nổi nữa, học sao vô. Bây giờ vậy nè, anh thấy vậy nè. Gì? Cái chuyện này quan trọng rồi. Bây giờ anh thấy anh, phương pháp của anh là đúng, phải dạy tiếng Việt, ca dao tục ngữ. Phương pháp của em sai rồi. Bây giờ anh gọi con ra để coi con chọn phương pháp nào nha. Bây giờ anh thể hiện vai trò người chồng của gia đình này. Muốn làm gì đó làm đi. Bé Na, bé Na, ra đây cho ba. Anh gọi vậy tới sáng mai nó cũng không ra nữa. Coi nè anh. À dạ. Trời ơi, nó trôi ra kìa. Today you look so beautiful. You're beautiful too. Thank you. No, sit down please, sit down slow. Thank you. Okay, what did you learn this morning? I learned English. Yes, good. Anh thấy không, chỉ học tiếng Anh. Trời ơi, em nghĩ sao vậy? Em vui, em cười vậy? Con nói vậy kìa, có giống tụi robot không? Trời ơi, con nói vậy mà anh chê. Thôi vậy nè, bé Na, bây giờ nghe lời ba. Học tiếng Việt là tốt hay học tiếng Anh là tốt? Con chọn đi, học tiếng Việt đúng không? Nói. Cá không ăn muối, cá ương. Anh à. Hello, I'm Anna. Tiếng Việt con, tiếng Việt. Con cãi cha mẹ. Anna. I'm fine. Tiếng Việt. Cá không ăn. Anna. Tiếng Việt. Cá không ăn muối, cầu cầu cãi cha mẹ trong. Anna. Anna. Hello. Cá không ăn muối, cầu cầu cãi cha mẹ trong. Anna. 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 An
ơi, bé nào ơi, bé nào. Con ơi, bé nào ơi, con ơi, sợ quá. Bé nào ơi, sợ quá rồi. Ôi má ơi, bé nào nó bị gì vậy má? Má ơi, má ơi, má ơi. Con của con nó bị cái gì vậy má ơi? Thôi, má ơi. Ở nhà bé nào hồi nãy bình thường mà má. Nó bị gì vậy má? Yeah. Má ơi, con nè, má nói cái gì vậy? No. Yes. No. Má ơi, phone nè, má ơi, má sao vậy má? Bây giờ em ơi. Đi bệnh viện ở đây, đi bệnh viện. Đi cấp cứu. Không, không, không cần đâu. Anh thấy cái dấu hiệu này là mình phải mời một thầy về lọc cái bài hương án ra, thành tâm khấn vái thì mới mau khỏi. Tào lao, giờ này mà còn mới tính gì đoán nữa. Đưa hai người đi bệnh viện đi. Đi thôi, đi bệnh viện mau đi. Khỏi. Khỏi đi bệnh viện gì mà đi bệnh viện? Má bình thường đó là rồi nè. Đâu có gì đâu mà không bình thường. Người ấy đi rồi má. Người nào đâu? Má nói cái nào? Gì vậy? Ủa. Má kêu đó đó. Má kêu nó phải làm quá lên vậy đó. Trời ơi, má kêu bé nào đóng kịch với má. Trời ơi, tụi con muốn chết luôn vậy đó, lo lắm má ơi. Bây giờ đó nha, là nó chỉ có điên giả thôi. Mai kia bố nọ con ép nó học cái kiểu này nó điên thiệt cái hăng. Thì má nè, má là cái người tự giận má chết cho vừa lòng vừa dạ con. Má ơi, má đừng có nói vậy. Má, tụi con biết rồi mà má đừng vậy. Bé Na, qua đây. Ba biết rồi, bà nội nói là ba hiểu rồi. Thì ba cũng thấy là ba ép con quá đúng không? Bây giờ nghe lời ba, con bỏ hết đi gì má con dạy. Tiếng Anh không học nữa, học tiếng Việt thôi. Ca dao tục ngữ, mình hướng về cội nguồn, mình hướng về cổ nha. À, từ bây giờ mẹ sẽ không làm áp lực với con nữa. Nhưng mà tiếng Anh thì mình vẫn phải học nha con. Tại vì tương lai của con là đi du học nước ngoài. Mà đi qua bên đó mình phải nói tiếng Anh như là tiếng người bản xứ. Thì người ta mới không coi thường mình là người Á Đông, con biết không? Em nói cái gì vậy? Coi đúng thường rồi. Là sao? Đúng mình rồi. Là người Việt Nam, mình đi đâu mình phải nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt của mình. Trời coi thường ơi. Là cái sao? Đi qua bên đó người ta nói tiếng Anh, mà nói tiếng Việt làm sao người ta hiểu được? Ngữ học tiếng Việt các bạn thôi. Ba mẹ rất là thương con. Con thấy không, ba mẹ đầu tư cho con học hành đó. Ba mẹ thương con, vậy con thích cái gì, con muốn cái gì ba mẹ có biết không? Nhưng bà nội biết. Bà nội hiểu con. Bà nội. Bà nội rất là thương con. Đó, con nhìn đi. Vợ chồng tụi con đi, tụi con cứ suy nghĩ đi. Bây giờ tụi con ép con nó học như vậy, làm sao mà nó học nổi? Thấy không? Đúng ra đó con làm mẹ, con phải càng gần gũi với con. Con phải hiểu được tâm tư tình cảm của con nó muốn cái gì, nó làm được cái gì thì con phải làm cho nó hiểu và nó biết được, thấy không? Đó những cái sở thích của tụi con thích hợp với tụi con, nhưng mà không có thích hợp với con của con ép nó như vậy hoài, làm sao con nít mà con. Tụi con cứ suy nghĩ cho kỹ đi để lo cho con của mình. Bé Na, bây giờ ha, con đi theo bà nội đi về quê. Rồi cái à, con nghỉ ngơi vài ngày đi ha. Để cho đầu óc con thoải mái ha. Con vui chơi với bạn bè ở dưới đó đi. Rồi cái à, mai mốt đó, ba mẹ con rảnh nó về đón con lên ha. Đi nội. Má ơi, con biết là má thương vợ chồng tụi con. Nhưng mà bé Na ở trên này thì cái điều kiện tụi con đưa đón bé Na đi học á cũng thuận lợi hơn. Với lại tụi con cũng đâu có muốn con của con nó điên nó dại như vậy đâu. Tại vì tụi con muốn rằng là con của tụi con phải hơn bạn hơn bè. Mà bằng chứng là những năm vừa qua bé Na là học sinh giỏi của trường, học sinh giỏi của thành phố. Chỉ là tụi con đưa ra cái lịch nó không hợp lý thôi. Anh ơi, em định là từ ngày mai em sẽ tháo hết mấy cái camera này xuống. Ủa, nó còn thời hạn bảo hành mình. Tháo xuống luôn. Bé Na, mẹ xin lỗi. Từ giờ mẹ không ép con học nữa. Bây giờ con về quê của nội con chơi đi nha. Rồi hết hè ba mẹ về quê đón con lên. Rồi sẽ có một thời khóa biểu vừa chơi vừa học mới cho con. Thiệt hả mẹ? Con cảm ơn ba mẹ. Trời ơi, vậy là vui lắm rồi. Bây giờ hả, bà nội với con đi vô sửa soạn đồ đạc hết.
cái bà nội đưa con đi về quê liền nha. Ủa, đi má, đi liền luôn á hả? Ừ, thôi đi má đi về. Ở chơi mấy bữa rồi về. Trời ơi con ơi, má lên cả tuần rồi. Bỏ dưới nhà có mình ba con, gà vịt heo cuối, ổng không có lo nổi đâu. Má dẫn cái na dĩ cho nó chơi đi, rồi khi nào vợ chồng tụi con có rảnh á, vợ chồng tụi con đi về với chơi. Rồi rước con lên, con sắp xếp lại cái thời khóa biểu cho con nó học. Nó vừa học vừa chơi, ha. Dạ, vậy dạ. Được, đi vô sửa sẵn với bà nội. Vậy vậy. Đi vô sửa sẵn đồ với bà nội. Anh ơi, anh chuẩn bị xe nha, em vô phụ má chứ. Dân. Dạ. Lê Hà Khánh Dân. Trời ơi. Chưa bao giờ anh thấy em đẹp như bây giờ cả. Và chưa bao giờ anh thấy hào quang nó chiếu rọi quanh em như bây giờ cả. Trời ơi, vậy? Em ơi, mình phải thay đổi thôi. Thay đổi cho bé Na có một thời gian vừa học vừa chơi. Đúng rồi. Và mình cũng phải thay đổi đi. Vì anh muốn có một thằng cu tí ra đời em à.